Xin chào các em Y3. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cái bài nội dung ở đây tôi viết là vi phổi, nhưng mà chủ yếu thì tôi sẽ tập trung trong vấn đề bệnh học về vi phổi. Những cái vấn đề khác liên quan thì tôi sẽ nói một số những cái khái niệm. Chủ yếu ở đây tôi sẽ tập trung về bệnh học của viêm phổi mắc phải cộng đồng. Thì cái mục tiêu của bài giảng á, thì thứ nhất đó là các em phải nắm được cái sinh lý bệnh và các cái tác nhân gây bệnh, các yếu tố thuận lợi gây ra viêm phổi. Các em phải phân loại được các cái thể lâm sàng của viêm phổi. Các em phải kể được các cái triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của viêm phổi. Phải nêu được các cái chẩn đoán xác định, một số những cái chẩn đoán tác nhân, một số các cái chẩn đoán phân biệt, các chẩn đoán biến chứng và độ nặng của viêm phổi theo một số những cái thang điểm, và kể được một số những cái biện pháp phòng ngừa viêm phổi. Thì ngoài ra trong cái mục tiêu chính này đối với các bạn Y3 thì các bạn sẽ cũng sẽ được tham khảo thêm những cái vấn đề cập nhật, ví dụ như là viêm phổi bệnh viện, hoặc là viêm phổi thở máy, hoặc là những cái thể lâm sàng khác của viêm phổi thì chúng ta sẽ tham khảo thêm. Về phần định nghĩa thì trước hết là các bạn sẽ biết là viêm phổi mắc phải cộng đồng là một cái định nghĩa dựa trên cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Trước hết đây là một cái triệu chứng cấp của bệnh lý đường hô hấp dưới. Tất nhiên là nếu có triệu chứng cấp như vậy thì chúng ta cũng học trong những cái năm mà học về triệu chứng rồi, là đối với đường hô hấp dưới thì chúng ta sẽ có triệu chứng ho. Triệu chứng ho này sẽ chiếm 90% trong các cái trường hợp bị viêm phổi, và phải đi kèm thêm với một cái triệu chứng của đường hô hấp dưới. Thì nếu mà ho không á, thì cũng có thể có nhiều khả năng là những nguyên nhân khác. Ví dụ như khi thăm khám chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có những cái ran, ví dụ như là ran phế quản hoặc là ran phế nang, hoặc một số những cái triệu chứng khác như là đau ngực kiểu màng phổi, hoặc là những cái triệu chứng mà nặng hơn đó là khó thở. Cái triệu chứng thứ hai là chúng ta phải có tối thiểu ít nhất một cái triệu chứng toàn thân về cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Ví dụ như bệnh nhân sẽ có nhiệt độ tăng lên cao, những triệu chứng khác ví dụ như là đổ mồ hôi, lạnh run hoặc là đau nhức người vân vân. Và cái điều rất là quan trọng nữa là phải không có cái bệnh lý nào khác để giải thích các cái triệu chứng trên. Đặc biệt là hai cái bệnh lý hay gặp trong tim mạch đó là phù phổi cấp và thuyên tắc phổi. Như vậy thì cái thách đố của chúng ta nằm ở trong cái phần số 3, tức là sau khi chúng ta có những cái triệu chứng của đường hô hấp dưới, triệu chứng toàn thân, thì đồng thời chúng ta phải xem xét coi các cái triệu chứng này có cần phải loại trừ với những cái nguyên nhân nào khác hay không. Về mặt dịch tễ học thì đây là một cái căn bệnh phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 65 tuổi. Trên 70% các trường hợp sẽ nằm ở hai cái lứa tuổi này. Bệnh có khả năng diễn tiến trở thành ra nghiêm trọng. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2012 thì thấy rằng là bệnh viêm phổi nằm chiếm ở tỷ lệ ở hàng tử vong ở hàng thứ tư trên toàn thế giới, và khoảng mỗi năm khoảng 3,1 triệu người chết một năm. Cái tỷ lệ tử vong trung bình của bệnh lý này thì khoảng từ 5 cho tới 10%. Đặc biệt là ở những người lớn tuổi và những người có bệnh lý đi kèm. Nếu như những người này phải nhập vào các khoa chăm sóc tích cực thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Để dễ học thì chúng ta có thể phân loại các cái dạng của viêm phổi theo hình ảnh học. Thì đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong cái phần mà hình ảnh sau, nhưng đây là những cái tên phân loại theo hình ảnh học. Ví dụ như là viêm phổi thùy, bên cạnh tôi có trích dẫn cái từ bằng tiếng Anh để các bạn tham khảo. Viêm phế quản phổi, đó là tình trạng viêm cả phế quản lẫn phế nang. Viêm phổi mô kẽ, tức là tình trạng viêm phổi ở cái khu vực sau cái phế nang, tức là mô kẽ. Viêm phổi hoại tử, tức là những cái một số những cái loại vi trùng nó có thể gây ra cái tình trạng hoại tử nhu mô phổi rất nhanh, mà cái thể điển hình nhất chúng ta có thể học trong những bài
Tiếp theo đó là áp xe phổi, viêm phổi tạo hen. À, những cái viêm những con những cái nhóm vi trùng sau khi hoại tử thì nó sẽ tạo thành những cái hen ở trong phổi. À, nếu chúng ta phân loại về mặt thực hành, chủ yếu khi chúng ta chẩn đoán viêm phổi, mục tiêu của chúng ta là phải xác định, không phải xác định nhưng mà phải định hướng được cái tác nhân gây bệnh ngay từ những giai đoạn đầu tiên, để chúng ta cho những cái loại thuốc điều trị những cái tác nhân gây bệnh nó thích hợp, càng sớm càng tốt. Vì thế nên người ta phân loại theo vấn đề thực hành. Thì đối với vấn đề thực hành thì chúng ta sẽ phân viêm phổi ra làm chủ yếu các nhóm sau đây. Thứ nhất là viêm phổi mắc phải cộng đồng, hay còn gọi là CAP, Community Acquired Pneumonia. Nhóm thứ hai là viêm phổi bệnh viện, thì hay còn gọi là HAP, tức là Hospitalized Acquired Pneumonia. Và một cái nhóm mà các bạn thấy có ba cái hình nhỏ ở chính giữa, cái nhóm này nằm trong một cái nhóm gọi là viêm phổi liên quan tới chăm sóc y tế. Thì tại sao người ta tách riêng cái nhóm này ra? Tất nhiên là nó sẽ nằm trong một trong hai nhóm lớn là CAP và HAP, nhưng mà đây là một cái nhóm có hai cái đặc điểm là có khả năng có thể có nguy cơ kháng thuốc, và là cái nhóm có thường là có những cái bệnh đồng phối hợp, và đây là cái nhóm sẽ có tỷ lệ tử vong có thể thấp hơn là HAP nhưng sẽ cao hơn CAP. Thì trước đây thì bây giờ tôi sẽ đi vô từng phần một các cái định nghĩa của CAP, HAP, HCAP. Viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng hay còn gọi là CAP là tình trạng mà viêm phổi xảy ra ở bệnh nhân ngoại trú hay trong vòng 48 giờ từ khi nhập viện, tức là trước 48 giờ nhập viện. Thì nguyên nhân phổ biến của cái loại viêm phổi này chủ yếu là những con vi khuẩn ở ngoài cộng đồng, như là Streptococcus pneumoniae. Cho tới hiện nay thì đối với những cái tài liệu ở trên thế giới, cũng như ở tại Việt Nam, thì cái tỷ lệ này nó có thể dao động đối với Streptococcus pneumoniae có thể từ 70% cho tới 50% hoặc là 30%, tùy theo các cái vấn đề về dịch tễ học của từng nơi. Tuy nhiên nó vẫn là cái tác nhân gây bệnh chiếm đa số. Một tác nhân khác cũng xuất hiện khá là thường xuyên trong viêm phổi mắc phải cộng đồng, đó là một cái tác nhân vi khuẩn gram âm Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis. Thì cái tỷ lệ chiếm của hai nhóm này có thể từ khoảng 15 cho tới 20%. Một số những cái tác nhân ít gặp hơn, ví dụ như là tụ cầu, là Staphylococcus aureus, thì thường hay gây viêm phổi sau khi nhiễm cúm, và ít phổ biến hơn là một nhóm vi khuẩn không điển hình. Ví dụ như chúng ta hay gặp một cái tên con vi khuẩn thường gặp trong cái nhóm này, đó là Mycoplasma pneumoniae. Nhóm vi khuẩn này thường hay gây triệu chứng nhẹ hơn các cái nhóm vi khuẩn kể trên. Cái nhóm thứ hai là viêm phổi liên quan tới chăm sóc y tế. Thì đây là cái tình trạng viêm phổi liên quan tới những người thường phải có chăm sóc về mặt y tế, hay còn gọi là Healthcare Associated Pneumonia, HCAP. Trước đây đã được đưa vào các cái những hướng dẫn về viêm phổi bệnh viện, tức là trước năm 2016. Những bệnh nhân này thường được cho là có nguy cơ cao, có mầm bệnh kháng thuốc, Unity Drug Resistance, MDR, hoặc đến từ những cộng đồng có những liên quan về vấn đề như các cơ sở y tế, như là viện dưỡng lão, các cái trung tâm lọc thận hoặc là các phòng khám ngoại trú, hoặc có cái thời gian nằm viện trong vòng 3 tháng vừa qua. Tuy nhiên sau năm 2016 thì người ta nhận ra rằng là có nhiều bệnh nhân được xác định là đến từ những cái cộng đồng nói trên, có thể có những cái nguy cơ như là kháng thuốc, như là bệnh đồng mắc, nhưng mà thực tế thì cái nguy cơ này không cao như những người bị HAP, tức là viêm phổi bệnh viện. Vì thế nên người ta quyết định là nên xếp cái nhóm HCAP tương tự như những người CAP, và có khả năng có yếu tố là MDR, tức là kháng thuốc, hoặc là có yếu tố là có các bệnh đồng mắc, để mà tránh cái tình trạng điều trị quá mức như ban đầu nếu chúng ta xếp họ vào nhóm HAP.
Như vậy thì viêm phổi liên quan tới chăm sóc y tế là những viêm phổi liên quan tới những người sống ở trong các cái nhà dưỡng lão, các cơ sở chăm sóc dài hạn, và tỷ lệ tử vong của những người này thường cao hơn là những trường hợp viêm phổi mắc phải đơn thuần ở ngoài cộng đồng. Những khác biệt này thường có thể là do các yếu tố về tình trạng sức khỏe, khả năng tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Và các cái tình trạng viêm phổi này thì đôi khi sẽ không xảy ra các cái triệu chứng điển hình như là sốt, ớn lạnh, đau ngực, ho có đàm, mà do nó xảy ra ở trên những người tương đối lớn tuổi đó, và có cái bệnh đồng mắt trước đó, nên cái biểu hiện của nó đôi khi nó rất là mờ nhạt. Đối với những người già lớn tuổi, nếu chúng ta thấy họ thay đổi tri giác hoặc có tình trạng líu lú lẫn thì chúng ta cũng nên đặt ra các cái chẩn đoán viêm phổi liên quan tới chăm sóc y tế. Thì viêm phổi này xảy ra ở bệnh nhân ngoại trú hay trong vòng 48 giờ từ khi nhập viện. Ở những bệnh nhân có yếu tố tiếp xúc với những vi khuẩn đa kháng và như là một cái nguyên nhân để gây ra nhiễm trùng, thì yếu tố tiếp xúc với vi khuẩn đa kháng này bao gồm: thứ nhất là nằm viện nhiều ngày trong một cơ sở chăm sóc y tế trong vòng 3 tháng trước; thứ hai là có tiếp xúc với thuốc kháng sinh, hóa trị hoặc chăm sóc vết thương trong vòng 1 tháng trước; thứ ba là bệnh nhân này cư trú trong một cái viện điều dưỡng hoặc một cơ sở chăm sóc y tế dài hạn, ví dụ như là bệnh nhân đến chạy thận định kỳ ở những cái cơ sở này; bệnh nhân hay lui tới ở một bệnh viện hoặc là một cái phòng khám, và bệnh nhân này thường xuyên phải được chăm sóc về mặt điều dưỡng, ví dụ như là truyền dịch hoặc là chăm sóc vết thương, hoặc là có liên hệ với các thành viên trong gia đình hoặc những người thân khác đã nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng. Ở đây chúng tôi mở ngoặc ra thêm là đối với các nhân viên y tế của chúng ta thì cũng có thể xếp vào trong cái diện thứ sáu cuối cùng này. Viêm phổi trong bệnh viện hay còn gọi là HIP thì đó là một cái tình trạng viêm phổi mắc phải sau khi nhập viện 48 giờ. Và viêm phổi trong bệnh viện này được phân là hai nhóm, một nhóm là khởi phát sớm, tức là thời điểm xuất hiện viêm phổi dưới 5 ngày sau khi nhập viện, và một nhóm là khởi phát muộn, tức là thời điểm xuất hiện viêm phổi trên 5 ngày sau khi nhập viện. Đối với viêm phổi bệnh viện thì chúng ta xếp riêng với nhóm này bởi vì nó đặc trưng bởi các những yếu tố tiếp xúc với những cái nhóm vi khuẩn đa kháng thuốc cũng như là các cái nhóm vi khuẩn gram âm. Tuy nhiên, yếu tố tiếp xúc cao với các cái nhóm vi khuẩn đa kháng thuốc này thường chúng ta được liệt kê như sau. Thứ nhất là điều trị kháng sinh trong vòng 90 ngày kể từ khi nhiễm trùng bệnh viện. Thứ hai là thời gian nằm bệnh viện thường là từ 5 ngày trở lên. Thứ ba là tần số cao kháng kháng sinh trong cái khu vực và cái đơn vị mà bệnh nhân được nhập viện, thường là trên 10% những cái nhóm vi khuẩn mà đề kháng kháng sinh. Bệnh nhân được điều trị ức chế miễn dịch hay là có cái bệnh lý về suy giảm miễn dịch, và sự xuất hiện của các cái yếu tố nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn đa kháng trước đó của bệnh nhân chúng ta cũng có thể liệt kê vào trong cái yếu tố này. Trong cái hình thái viêm phổi liên quan viêm phổi bệnh viện thì chúng ta có một cái hình thái nặng hơn, đó là viêm phổi liên quan tới máy thở hay còn gọi là VAP, Ventilator Acquired Pneumonia. Thì đây là một cái tình trạng viêm phổi liên quan tới thở máy được nhập viện và phát triển trên 48 giờ sau khi đặt nội khí quản hoặc là sau 48 giờ sau khi rút cái ống nội khí quản. Yếu tố nguy cơ cao tiếp xúc với vi khuẩn đa kháng và viêm phổi thở máy này tỷ lệ xảy ra trên những bệnh nhân và thở máy tùy theo từng nơi, trung bình là từ 10 cho tới 20% sau khi bệnh nhân thở máy khoảng 48 giờ. Và khi bệnh nhân đang nằm viện, bệnh nhân đang có một cái nguy cơ cao của bệnh viêm phổi, đặc biệt là những bệnh nhân đang thở máy sau phẫu thuật ngực bụng hoặc là nằm trong một cái đơn vị chăm sóc đặc biệt có, và bệnh nhân có cái bệnh lý hệ thống miễn dịch, bệnh nhân bị suy yếu, thì đây là một cái loại viêm phổi khá là đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là ở trên những người lớn tuổi, trẻ em và những người có cái bệnh phổi thay đổi cấu trúc
ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là những cơ địa suy giảm miễn dịch thì tỷ lệ tử vong rất là cao, trên 90%. Một cái hình thái viêm phổi khác về mặt thực hành lâm sàng chúng ta cũng nên lưu ý, đó là viêm phổi HIT. Viêm phổi HIT là một cái viêm phổi phát triển sau khi hít phải cái dịch hầu họng và dịch đường tiêu hóa, và do cái vấn đề cấu trúc của cái phổi bên tay phải, cái nhánh phế quản đi vào nó suông hơn, nên thường viêm phổi HIT thường xảy ra ở thùy dưới phổi phải. Thì như các bạn đã biết, cái vùng hậu họng chúng ta vi khuẩn thường gặp, cũng có thể gặp những loại thông thường, ví dụ như là Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Những nhóm vi khuẩn này thường trú ở vùng hậu họng, nhưng khi nó rơi vào trong phế nang thì nó sẽ trở thành những con vi khuẩn gây bệnh, hoặc giả là những loại vi khuẩn nam âm ở trong đường tiêu hóa, hay là những cái vi khuẩn kỵ khí như là Streptococcus hoặc là Bacteroides, hoặc những cái nhóm Physobacterium, hoặc những cái nhóm Prevotella từ đường tiêu hóa. Thì trong những trường hợp này sẽ có thể có bị xảy ra những cái viêm phổi nặng nề hơn do vi khuẩn nam âm hay kỵ khí. Viêm phổi HIT có thể gặp ở trên những bệnh nhân, nhóm bệnh nhân sau đây. Thứ nhất là bệnh nhân bị giảm phản xạ nuốt, ví dụ như là bệnh nhân bị những cái bệnh lý tai biến mạch máu não hoặc là đột quỵ. Những bệnh nhân có tình trạng tăng tiết đàm nhớt, những bệnh nhân có bệnh trào ngược dạ dày thực quản hoặc là liệt dạ dày. Nếu chúng ta không giải quyết được các cái nguyên nhân nói trên thì viêm phổi HIT có thể tái lập, tái đi tái lại rất là nhiều lần, và đây là cái loại viêm phổi xảy ra thường gặp ở những bệnh nhân hôn mê, nôn mửa hoặc là những cái trường hợp rối loạn phản xạ nuốt. Cái hình thái viêm phổi tiếp theo về mặt thực hành chúng ta có thể gặp đó là viêm phổi cơ hội, thì thường xảy ra trên những người có cơ địa hệ miễn dịch bị suy yếu. Nguyên nhân thường gặp là những cái loại vi sinh vật. Thông thường trên những cái người bình thường như chúng ta kể trên, thì ngoài ra còn có những cái nhóm sinh vật mà đối với những người bình thường thì nó sẽ không có gây hại, nhưng nó có thể gây hại trên những người có vấn đề suy yếu về hệ thống miễn dịch. Những người bị bệnh S, những người có cái vấn đề ghép nội tạng hoặc sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch, ví dụ như corticoid hoặc là hóa trị liệu. Và ngoài ra thì chúng ta có những cái hình thái viêm phổi do các cái mầm bệnh đặc biệt khác mà không phải là vi khuẩn, ví dụ như là viêm phổi do siêu vi. Chúng ta đã có những cái đại dịch ở trong quá khứ, ví dụ như dịch cúm gia cầm, đại dịch SARS, hoặc hiện nay chúng ta đang lưu hành một cái dịch trên toàn thế giới mà Tổ chức Y tế đã đánh giá là ở mức độ high risk, tức là nghiêm trọng cao trên toàn thế giới, đó là dịch SARS-CoV-2. Đôi khi là nó có thể gây ra viêm phổi chết người ngay ở những đối tượng khỏe mạnh. Mặc dù hiếm gặp, lâu lắm rồi chúng ta không nghe nói, nhưng mà viêm phổi do bệnh than hay là bệnh dịch hạch cũng có thể là gây thành ra những cái loại dịch. Một số những cái hình thức viêm phổi ít gặp do cái tác nhân là nấm cũng có thể gây ra viêm phổi, thì hay gặp trên những cái đối tượng mà suy giảm miễn dịch như đã kể ở trên. Một số những cái bệnh lao trong những cái giai đoạn khởi đầu, biểu hiện lâm sàng nó có thể giống như hình thái một cái trường hợp viêm phổi, mà chúng ta có thể gọi là viêm phổi lao. Về mặt sinh lý bệnh thì các bạn tham khảo thêm trong vấn đề học sinh lý bệnh. Thì bình thường ở trong cái đường hô hấp trên, đặc biệt là hô hấp trên của chúng ta, thì hoàn toàn không phải là cái nơi mà vô khuẩn. Thì có 60% trẻ em khỏe mạnh và 30% có thể mang mầm bệnh ở đường hô hấp trên. Và chúng ta được gọi những người đó là người lành mang mầm bệnh. Những cái loại vi khuẩn này khi nằm ở trong đường hô hấp trên, nếu đường hô hấp trên chúng ta gọi là khỏe mạnh, không có tổn thương, không có yếu tố gì kích hoạt trước đó, thì những loại vi khuẩn này hoàn toàn không gây bệnh. Tuy nhiên, nếu có vì một lý do nào đó, ví dụ như là chúng ta bị viêm mũi xoang, chúng ta bị nhiễm siêu vi, chúng ta bị hít khói thuốc lá, hít bụi ô nhiễm hàng ngày,
các cái niêm mạc đường hô hấp trên của chúng ta bị tổn thương thì các cái vi khuẩn thường trú này nó sẽ xâm lấn sâu hơn vào các cái niêm mạc và nó sẽ gây ra tình trạng nhiễm khuẩn của đường hô hấp trên. Khi nhiễm khuẩn ngoài đường hô hấp trên với số lượng tương đối nhiều rồi, ở những người mà có hệ thống miễn dịch của đường hô hấp dưới bị suy yếu, thì các vi khuẩn này nó sẽ lọt vào đường hô hấp dưới, lọt vào khí quản, phế quản. Ở những cái đối tượng chúng ta biết là ví dụ như là ở trẻ em nhỏ hoặc là người lớn trên 65 tuổi thì cái hệ thống miễn dịch không được tốt như ở những người trẻ thì viêm phổi nó có thể xảy ra. Và như thế thì những con vi khuẩn thường trú ở vừa đường hô hấp trên chúng ta cũng đã giải thích ở trên, ví dụ như phế cầu, hemophilus, hoặc một số những cái loại vi khuẩn, ví dụ như là Moraxella chẳng hạn, thì nó có thể gây ra viêm phổi trên những cái cơ địa này. Và khi mà vi khuẩn xâm nhập xuống thấp, xuống tới các cái đường hô hấp dưới, thì vi khuẩn sẽ tấn công vào trong các cái nang. Vi khuẩn tấn công vào các cái tế bào lót của niêm mạc tế nang, và gây ra một cái hiện tượng phản ứng dữ dội ở khu vực này, tạo ra những cái dịch tiết ở trong các cái tế nang do xác chết của vi khuẩn cũng như là bạch cầu, hoặc là những cái tình trạng đáp ứng viêm của các cái tế bào niêm mạc tế nang và làm cho các cái nang tràn nhập những cái dịch tiết dẫn tới vấn đề trao đổi khí của chúng ta bị giảm sút. Và như thế thì bệnh nhân có thể có những triệu chứng nặng nề hơn, ví dụ như là suy hô hấp. Như vậy thì về mặt triệu chứng lâm sàng thì chúng ta quay trở lại cái định nghĩa cũng chính là triệu chứng lâm sàng. Thì theo Hiệp hội Lồng ngực Anh năm 2009 thì các cái triệu chứng viêm phổi khởi đầu có thể ghi nhận như sau. Triệu chứng cấp tính của bệnh lý đường hô hấp dưới như đã kể ở trên thường là sẽ phải có triệu chứng ho. Cái thứ hai nữa là có tối thiểu một cái triệu chứng toàn thân và thường là sẽ có cái triệu chứng sốt và nhiệt độ của bệnh nhân có thể thường cao hơn 38 độ. Hai cái triệu chứng này thường xảy ra đồng thời. Nếu hai triệu chứng này không xảy ra đồng thời thì chúng ta cũng phải xem xét lại coi có cần phải chẩn đoán phân biệt với một cái triệu chứng nào khác hay không. Và cuối cùng thì cái câu rất là quan trọng là chúng ta phải có sự chẩn đoán phân biệt, không có một bệnh lý nào khác mà giải thích được các cái triệu chứng trên. Thì trong cái phần bài giảng Word tôi gửi cho các em thì có một cái phần mà tôi bổ sung thêm, đó là cái evidence base của những cái triệu chứng này đối với những bệnh nhân bị viêm viêm phổi. Các bạn đọc thêm trong cái phần tham khảo này để chúng ta có thể đưa ra những cái chẩn đoán tương đối chính xác và không cái chẩn đoán lầm một cái trường hợp viêm phổi với một trường hợp bệnh lý khác. Thì đây là cái triệu chứng lâm sàng điển hình của một trường hợp viêm phổi thùy mắc phải ở ngoài cộng đồng. Thì tác nhân thường gặp là phế cầu hoặc một số ở Việt Nam hiện nay thì cái tình trạng viêm phổi do gan âm nó trở nên hơi phổ biến hơn so với những cái nước tiên tiến khác. Một số những cái loại vi khuẩn gan âm thường gặp hơn đó là Haemophilus influenzae hoặc là Klebsiella pneumoniae. Tuy nhiên một số những nghiên cứu của các tác giả đi sinh ở khu vực phía Nam thì trong một số những cái nghiên cứu thì người ta nhận thấy là cái tỷ lệ vi khuẩn viêm phổi do gan âm, đặc biệt là trên những cái đối tượng mà có những cái bệnh lý cấu trúc phổi hoặc những cái đối tượng HCAP thì cái tỷ lệ này có thể tăng lên từ 20 cho tới 30% ở tại Việt Nam. Bệnh lý này thường xảy ra đột ngột, triệu chứng sốt thường xuất hiện rất là sớm và thường là sốt lạnh run kéo dài, rồi sau đó nhiệt độ có thể tăng lên, xin lỗi ở đây tôi viết sai cái số là 39 cho tới 40 độ C. Bệnh nhân có những cái triệu chứng đi kèm khi bị sốt, ví dụ như là mặt nhăn, mặt đỏ và sau vài giờ thì tùy theo cái vấn đề cái mức độ mà độc tính của vi khuẩn mà bệnh nhân có thể có những cái tình trạng khác nặng nề hơn, ví dụ như là khó thở, ví dụ như là vã mồ hôi, ví dụ như là sốc. Cái tình trạng ho khan cũng xảy ra trong giai đoạn đầu tiên, có thể ho khan hoặc là ho có đàm, và đàm của bệnh nhân màu sắc có thể thay đổi, có thể là màu vàng hoặc màu xanh. Và trường hợp điển hình của viêm phổi thùy
Cho phế cầu thì người ta thường hay mô tả là đàm có màu rỉ sét. Cái dấu hiệu khác về triệu chứng cơ năng cũng có thể gặp là bệnh nhân có thể đau ngực. Đau ngực là thường là giải thích cho một cái tình trạng bệnh nhân có thể có triệu chứng viêm màng phổi hoặc là tràn dịch màng phổi đi kèm. Bệnh nhân có thể đau ít hoặc là đau nhiều và có một số những trường hợp đau rất dữ dội. Chúng ta nên phân biệt một cái trường hợp ho nhiều gây đau ngực. Ho nhiều gây đau ngực thì bệnh nhân thường là đau ở vùng giữa ngực hoặc là đau ở hai bên các cái mạng sườn. Trong trường hợp viêm phổi tùy thì còn một số những cái triệu chứng khá là điển hình, khá là đặc trưng. Đó là chúng ta có thể phát hiện ra bệnh nhân có một cái mụn hạt lép ở môi hoặc là ở mép trong một số các trường hợp. Người già, người nghiện rượu thì triệu chứng có thể không điển hình, có thể thêm những cái triệu chứng khác, ví dụ như là lú lẫn và triệu chứng thường là không có rầm rộ. Ở trẻ em khi sốt cao thì có thể có triệu chứng co giật. Và khi mà bác sĩ thăm khám lâm sàng trong những giờ đầu thì có thể chỉ nghe rì rào phế nang giảm ở bên tổn thương, giảm nhẹ thôi. Triệu chứng sờ và gõ thì có thể bình thường. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng cọ màng phổi trong trường hợp có viêm màng phổi trong giai đoạn sớm và có thể có rành nổ ở cuối kỳ thở ra trong giai đoạn sớm. Và trong những giai đoạn trễ hơn, vài ngày sau đó chúng ta có thể có nghe thấy hội chứng đông đặc với các cái dấu hiệu như là gõ đục, rung thanh thanh, rì rào phế nang giảm hoặc mất và thậm chí là trong một số những trường hợp chúng ta có thể nghe được cái âm thổi ống. Các cái triệu chứng lâm sàng này thì chúng ta đã khảo sát ở trên thì chúng tôi muốn bước sang một cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng lâm sàng của một trường hợp viêm phổi không điển hình. Thì đây là một cái viêm phổi thường xảy ra do những con vi khuẩn không điển hình. Mặc dù tỷ lệ tương đối thấp nhưng ngay từ đầu nếu chúng ta nhận biết được thì cái vấn đề chúng ta sử dụng kháng sinh nó có thể được khu trú lại. Thì cái triệu chứng lâm sàng này nó không rầm rộ bằng cái viêm phổi điển hình. Bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng xuất hiện rất là chậm, từ từ trong vòng 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày cho tới một tuần lễ. Bệnh nhân thường khởi đầu bằng một cái tình trạng ho khan, nhức đầu, đau cơ, đau khớp hoặc là rối loạn tiêu hóa như là một cái người bị nhiễm CV. Và khi thăm khám ở những giai đoạn đầu này thì thường là chúng ta không thấy cái triệu chứng gì rõ ràng. Không rõ những cái triệu chứng giống như là viêm phổi điển hình. Ví dụ như là những vấn đề như đông đặc phổi hoặc là ẩm lên nổ sẽ không có thấy rõ trong cái trường hợp này. Và trong thường phần lớn các trường hợp thì đối với những người mà trẻ khỏe thì bệnh có thể diễn tiến nhẹ và thoáng qua, mà trong một số trường hợp người ta gọi là walking pneumonia và bệnh chỉ cần tự bệnh có thể tự khỏi hoặc là các bác sĩ cũng chỉ cần điều trị ngoại trú thôi, không nhất thiết phải cho bệnh nhân nhập viện. Và các tác nhân gây bệnh viêm phổi không điển hình này thường là những cái loại vi khuẩn mà không có vách tế bào và sống trong nội bào, ví dụ như là Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Và trong cái trường hợp mà viêm phổi do Legionella pneumoniae thì thường hay gây thành dịch và nó có thể diễn tiến nặng. Như vậy thì nếu mà viêm phổi không điển hình mà diễn tiến nặng thì chúng ta nên khảo sát cái con vi khuẩn Legionella pneumoniae, có thể nghi ngờ cái con vi khuẩn này. Về mặt cận lâm sàng thì về hình ảnh học thì X-quang là một cái xét nghiệm chẩn đoán căn bản để chúng ta có thể chứng minh được đây là một cái trường hợp viêm phổi và giúp cho chúng ta đánh giá độ nặng cũng như là những cái đáp ứng điều trị và tiên lượng bệnh. Thì trong một số những cái guideline người ta nói rằng là hình ảnh học là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm phổi. Tuy nhiên là chúng ta cũng nên cẩn thận, hình ảnh học phải đi kèm với các cái triệu chứng về lâm sàng của bệnh nhân. Trong một số trường hợp thì không thể chẩn đoán nguyên nhân dựa trên cái X quang hoặc là các cái biện pháp hình ảnh học khác như là CT scan. X quang cũng có thể bình thường trong một số những trường hợp viêm phổi nếu bệnh nhân có cái tình trạng thiếu nước, tức là giai đoạn sớm, bệnh nhân đến gặp chúng ta sốt cao quá, bệnh nhân thiếu nước thì
chúng ta chụp X quang lên, chúng ta sẽ thấy tổn thương phổi có khi rất là mờ nhạt. Và sau khi bệnh nhân được điều trị vài ngày, bệnh nhân được hạ sốt, bệnh nhân được truyền dịch, thì đôi khi cái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân cải thiện, nhưng hình ảnh X quang của chúng ta lại thấy rõ nét hơn, thì các bác sĩ lâm sàng cũng không nên vội là lo sợ đổi kháng sinh. Thì trong những trường hợp này, chúng ta dựa vào triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là chính để mà theo dõi cái diễn tiến của bệnh nhân. Và cái tổn thương X quang của bệnh nhân sẽ biến mất chậm sau vài tuần cho tới vài tháng. Và người ta quy định thông thường cái tổn thương X quang nó có thời gian diễn tiến có thể chậm kéo dài từ 6 tuần cho tới 8 tuần. Nếu sau khoảng thời gian này mà tổn thương X quang không biến mất hoặc là vẫn còn như cũ, thì chúng ta nên là làm những xét nghiệm đi sâu hơn để chẩn đoán những cái nguyên nhân nằm dưới. Thì chúng tôi cho các bạn thấy một số những cái hình ảnh học để khi lâm sàng, đi lâm sàng các bạn sẽ nhận diện ra được. Thì đây là một cái trường hợp viêm phổi thùy. Các bạn thấy là trên X quang chúng ta sẽ có hình ảnh mờ không đồng nhất ở phía trên này, cái vùng lấy phổi phía bên tay trái của bệnh nhân, và kèm theo một cái hình ảnh mờ đồng nhất của cái vùng dưới thấp hơn. Và ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh cái bóng tim bên trái nó bị xóa mờ. Cái hình ảnh này mà chúng ta còn gọi là silhouette sai ha. Thì đây là cái hình ảnh viêm phổi cổ điển hay gặp đối với hai con vi khuẩn là Staphylococcus pneumoniae hoặc là Klebsiella pneumoniae. Thì đây là cái hình ảnh viêm phổi có kèm theo tràn dịch màng phổi do Staphylococcus pneumoniae. Chúng ta dự đoán đây là một cái viêm phổi nằm trên cùng một mặt phẳng với cái trung thất với cái tim, tức là trung thất giữa. Bởi vì chúng ta có hình ảnh silhouette sai dương tính, tức là xóa mờ cái bóng tim của bệnh nhân. Đây cũng là một cái hình ảnh viêm phổi thùy, nhưng các bạn thấy nó có cái tổn thương của thùy giữa phổi bên tay phải. Và chúng ta có cảm nhận như là cái thùy giữa này hình như là nó to hơn so với bình thường. Thì chúng ta gọi là viêm phổi có tình trạng tăng cái thể tích. Các bạn thấy cái đám mờ này khá là rộng nhất, nhưng mà nhìn vô kỹ thì chúng ta vẫn thấy có những cái hình ảnh và còn những cái bóng khí bên trong. Thì đây là một cái trường hợp viêm phổi thùy có hiện tượng gia tăng thể tích rất thường gặp trong viêm phổi do Klebsiella pneumoniae. Nếu mà một cái viêm phổi ở phía bên tay phải có hiện tượng gia tăng thể tích trên một người nghiện rượu, trên một người có rối loạn phản xạ hít, thì chúng ta nên nghĩ tới một cái tác nhân gây âm thường gặp, đó là Klebsiella pneumoniae. Chúng tôi giới thiệu cho các bạn xem thêm một cái hình ảnh là viêm phổi lan tỏa cả hai bên. Thì đây chúng ta thấy có hình ảnh tổn thương cái ngay. Các bạn thấy có những hình mờ rải rác, không tập trung thành một cái thùy phổi mà rải rác cả hai bên phổi. Thì chúng ta thấy nếu tổn thương rải rác cả hai bên phổi thì thông thường sẽ thường gặp trên những cái tác nhân viêm phổi nặng hơn, những cái tác nhân thường gặp như là phế cầu. Và đây là cái hình ảnh tổn thương rải rác phổi hai bên, u thế phân bố ở ngoại biên nhiều hơn, xảy ra trên một người viêm phổi do Haemophilus influenza. Chúng tôi giới thiệu cho các bạn xem hình ảnh X quang phổi của một bệnh nhân bị viêm phổi mô kẽ. Các bạn thấy rằng là cái hình ảnh tổn thương tới nang nó không rõ như cái trường hợp hồi nãy, mà đây là hình ảnh lưới nốt xảy ra ở nhiều ở bên trái, ở bên phải nhiều hơn bên trái. Tôi viết lộn là bên phải nhiều hơn bên trái. Và vi khuẩn ở đây được xác định là Mycoplasma pneumoniae. Hình ảnh viêm phổi mô kẽ có thể xảy ra trên cả những cái trường hợp viêm phổi do virus. Thì trong phần trình bày sau, tôi sẽ giới thiệu một số những cái hình ảnh viêm phổi do COVID mà tôi thu thập được từ một số các cái tác giả ở Trung Quốc. Thì ở đây các bạn thấy cái hình ảnh tôi đây, đây là một cái trường hợp viêm phổi. Khi tôi đưa cái viêm phổi này ra thì hầu hết các bạn sẽ nói rằng là ồ, bệnh nhân này có một cái hang, cái hang
ở cái khu vực giữa của phổi bên phải và ở đây tổn thương phổi của bệnh nhân là cả hai bên. À, thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì sẽ có những cái vùng mờ bên cạnh, những cái vùng đen á, và nó tập trung ra thành từng khúm, từng nhóm một. Và cái tổn thương này không tập trung thành một thùy phổi mà các bạn thấy là lan tỏa cả hai bên phổi. À, và ở đây chúng ta thấy có cái hình ảnh tạo hen. À, thì đây là một cái hình ảnh X quang phổi mà rải rác có hiện tượng hoại tử nhu mô phổi và tạo hen, là một cái trường hợp viêm phổi khá là nặng, và chúng ta thường liên tưởng tới một cái trường hợp viêm phổi do tụ cầu. Nếu mà trên một cái đối tượng, một cái người trẻ mà có tình trạng nhiễm cúm trước đó, thì chúng ta nên nghĩ viêm phổi này do Staphylococcus aureus ngay từ đầu. Thì đây là một cái hình ảnh viêm phổi do tụ cầu. Thì một số những cái hình ảnh học về CT scan tôi cũng muốn giới thiệu ở đây cho các bạn thấy. Trên X quang thì chúng ta thấy tổn thương phổi thùy mờ nhưng không thấy được rõ những cái hình ảnh khí nội phế quản. Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có những cái hình ảnh ở đây trên CT, người ta sẽ gọi là ground glass opacity, tức là hình ảnh kính mờ, và trong đó chúng ta thấy có những cái nhánh phế quản đi vào những cái khu vực này, ta gọi là e bronchocrâne, tức là hình ảnh khí nội phế quản. Rồi ở đây về CT chúng ta có một cái hình ảnh chúng ta không gọi là ground glass opacity nữa, mà chúng ta sẽ gọi là consolidation, tức là hình ảnh đông đặc một cái thùy của phổi, phổi bên tay tay trái. Cái hình ảnh bên này là cái gan của bệnh nhân. Thì ở đây tôi xin phép các cái đồng nghiệp ở Trung Quốc được cho các em sinh viên xem một số những cái hình ảnh học về viêm phổi COVID đã được đăng trên tạp chí Lancet. Thì đây là một cái nhóm nghiên cứu gồm có 81 bệnh nhân. 81 bệnh nhân này nhìn chung là 79% bệnh nhân có tổn thương phổi hai bên, 54% bệnh nhân có tổn thương phổi ở ngoại biên, 81% bệnh nhân được xác định trong cái thời gian mắc bệnh, và 65% có tổn thương là kính mờ, 27% thì chủ yếu ở thùy dưới phổi phải. Thì 81 bệnh nhân này các tác giả chia làm 4 nhóm tùy theo cái giai đoạn phát hiện bệnh của bệnh nhân. Thì nhóm thứ nhất là bệnh nhân được làm CT scan ngay lúc bệnh nhân có triệu chứng nhập viện, hoặc là các cái triệu chứng rất là mờ nhạt. Thì nhóm này các tác giả nhận thấy rằng là có 60% là tổn thương phổi chỉ có một bên thôi, 50%, 53% tổn thương phổi nhiều thùy, có thể một bên hoặc là hai bên. Và cái tổn thương phổi chủ yếu ở trong giai đoạn này là cái hình ảnh kính mờ, tức là ground glass opacity, 93%. Nhóm thứ hai là cái nhóm bệnh nhân được phát hiện cái triệu chứng dưới 7 ngày, tức là trong vòng 1 tuần. Tức là triệu chứng này xảy ra gọi như là trễ hơn cái nhóm thứ nhất. Thì cái CT scan được làm trong vòng 1 tuần lễ. Thì cái nhóm này các tác giả thấy là 90% có tổn thương cả hai bên phổi. So với nhóm trên thì cái khả năng tổn thương nó đã lan rộng hơn, 52% là tổn thương lan tỏa và vẫn còn ở cái dạng là kính mờ, tức là ground glass opacity, 81%. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm được làm CT scan khi phát hiện triệu chứng sau 1 tuần, có nghĩa là từ 1 tuần cho tới 2 tuần. Thì nhóm này 50% là có tổn thương kính mờ, 40% là đã xuất hiện cái triệu chứng đông đặc phổi, tức là consolidation ở trên cái CT scan. Và cái nhóm cuối cùng là cái nhóm được làm CT scan tương đối trễ, tức là từ 2 cho tới 3 tuần. Thì nhóm này chủ yếu là cái triệu chứng đông đặc phổi và tổn thương phổi lan tỏa cả hai bên. Thì sau đây là một số những cái thống kê của các tác giả này. Thì đây là số thùy phổi bị tổn thương theo các nhóm. Ví dụ như là ở nhóm thứ nhất thì cái số thùy phổi bị tổn thương là dưới 5. Nhóm thứ hai
là số thùy phổi bị tổn thương có thể là trên 10. Móc mé 10. Nhóm thứ ba khoảng 12 cho tới 13 cái thùy phổi bị tổn thương. Và nhóm thứ tư thì cũng tương tự như là nhóm thứ ba. Đây là cái thống kê cho thấy cái hình ảnh tổn thương trên CT scan. Cái phần thấp nhất ở đây, hình màu các bạn có thể nhìn thấy không rõ, nhưng mà cái phần thấp nhất ở đây các bạn, đó là cái hình ground glass opacity. Cái hình màu xanh lá cây ở đây là cái hình reticular, tức là tổn thương cái mô kẽ ha. Và cái hình màu xanh nhạt nhạt ở đây là cái hình mà tổn thương mixed, tức là vừa ground glass vừa tổn thương mô kẽ reticular. Và cuối cùng thì cái hình màu hồng tức là cái hình mà cái phổi nó bị đông đặc. Thì đối với nhóm thứ nhất thì các bạn thấy chủ yếu là cái hiện tượng ground glass opacity và cái hiện tượng đông đặc phổi thì xảy ra rất là thấp. Nhưng đối với nhóm thứ hai thì chúng ta thấy cũng chủ yếu là cái hiện tượng ground glass opacity, nhưng mà nó đã xuất hiện thêm cái hiện tượng mixed, tức là có thể có hiện tượng reticular, tức là cái hiện tượng mà tổn thương mô kẽ, và cũng có một phần nhỏ là có cái hiện tượng là bị đông đặc phổi. Đối với nhóm thứ ba thì chúng ta sẽ có cái hiện tượng kính mờ nó càng ngày càng giảm dần đi, và thay thế vào đó là cái hiện tượng đông đặc phổi cũng như là cái hiện tượng tổn thương phối hợp. Và nhóm thứ tư thì các bạn thấy là cái hình ảnh kính mờ nó ngày càng thu hẹp lại, và những hình ảnh khác ví dụ như là tổn thương mô kẽ hoặc là tổn thương hỗn hợp giữa mô kẽ với lại kính mờ cũng như là tổn thương đông đặc phổi nó sẽ xảy ra phổ biến hơn. Thì đây là hình ảnh của bốn bệnh nhân khác nhau ở vào bốn nhóm khác nhau. Thì cái hình thứ nhất là bệnh nhân sau khi 3 ngày xảy ra triệu chứng, thì các bạn thấy là hình ảnh tổn thương kính mờ chỉ khu trú ở một bên và ở một thùy phổi. Ở đây chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy có hình ảnh e con cô ở đây. Cái bệnh nhân thứ hai là cái bệnh nhân nhập viện sau khi có triệu chứng 10 ngày được làm CT, thì các bạn thấy ở đây đã bắt đầu xuất hiện tổn thương phổi cả hai bên, có cả hình ảnh kính mờ lẫn hình ảnh tổn thương mô kẽ và hình ảnh mixed, tức là phối hợp giữa kính mờ và tổn thương mô kẽ ở vị trí này. Đây là cái hình ảnh của bệnh nhân thứ ba, là bệnh nhân này được chụp CT scan sau 17 ngày có triệu chứng. Thì các bạn đã thấy ở đây có các cái hình ảnh đông đặc phổi rất là rõ rồi. Và cái hình ảnh cuối cùng là một cái bệnh nhân vừa có hình ảnh tổn thương đông đặc phổi đi kèm với cái tràn dịch màng phổi, như cái hình ở chỗ này chỉ ở đây. Như vậy thì đây là bốn trường hợp trong tùy theo cái diễn tiến nặng và bệnh thì của bệnh thì CT scan nó sẽ thể hiện cho các bạn thấy. Đây là một cái hình ảnh tổn thương lan tỏa cả hai bên, kể cả thùy trên lẫn thùy dưới của phổi. Các bạn thấy giống như là một cái trường hợp ARDS, tổn thương lan tỏa cả hai bên, mặc dù là nó chỉ chủ yếu là cái hình ảnh kính mờ và cái hình ảnh tổn thương lưới nốt mô kẽ, nhưng nó lan tỏa cả hai bên. Thì cái mức độ nặng này chúng ta thường gặp trong những trường hợp mà bị ARDS. Đây là cái tổn thương của diễn tiến của một bệnh nhân viêm phổi 73 tuổi theo dõi trên cùng một bệnh nhân, theo cái diễn tiến của bệnh nhân. Thì ở ngày thứ năm, cái tổn thương của bệnh nhân rất là nhỏ ở đây, các bạn thấy rất là ít ở đây, có hình ảnh gọi là patchy, tức là nó chỉ là một cái vệt thôi, và kính mờ nó rất là nhỏ, rất là ít. Nhưng mà bệnh nhân này sau đó 10 ngày sau, tức là ngày thứ 15, thì các bạn nhìn thấy ở đây tổn thương nó đã lan tỏa cả hai bên phổi, dưới dạng là kính mờ và mô kẽ. Đây là cái dạng kính mờ, ở đây là dạng kính mờ kết hợp với mô kẽ, tức là nó phối hợp mix, hình ảnh gọi là mix. Và đôi khi chúng ta thấy có những cái khu vực có thể có
những cái chuyển biến thành ra cái dạng gọi là đông đặc phổi. Và tới ngày thứ 20, tức là sau 5 ngày sau, thì các bạn thấy cái hiện tượng đông đặc phổi của bệnh nhân đã thể hiện rất là rõ ở những cái vùng giống như mũi tên chỉ ở đây. Và cuối cùng thì bệnh nhân này tử vong sau cái hình ảnh cuối cùng, tức là bệnh nhân tử vong sau 1 tháng. Đó, thì đây là một cái diễn tiến xấu của một cái trường hợp viêm phổi ở bệnh nhân 77 tuổi. Và đây là một cái trường hợp diễn tiến tốt hơn ở một cái cùng ở trên cùng một người, thì bệnh nhân này 42 tuổi nhập viện, và chúng ta thấy là ở giai đoạn đầu ở ngày thứ 3 thì bệnh nhân có cái tổn thương đông đặc phổi, đông đặc phổi hai bên thùy phổi, nhưng mà nó lại khu trú chứ nó không có lan rộng. Cái hình ảnh tổn thương mô kẽ, hình ảnh lưới nốt như là các trường hợp đầu tiên. Thì sau đó cái tổn thương đông đặc phổi này dường như là nó khuếch tán ra một cái vùng rộng hơn. Các bạn thấy nó lại giống như là một cái tổn thương lan rộng hơn và không đồng nhất ở cả hai bên phổi của bệnh nhân. Và dường như là giống như là tổn thương luôn cả các cái khu vực của các cái phế quản lan rộng hơn. Nhưng mà sau tới ngày thứ 11 thì các cái tổn thương này dần dần nhạt dần. Và đến ngày thứ 18 thì các tổn thương này biến mất. Và bệnh nhân này được xuất viện sau 2 ngày chụp phim, cái phim cuối cùng, tức là bệnh nhân này được xuất viện sau 20 ngày. Thì đây là một cái diễn tiến thuận lợi của một cái trường hợp viêm phổi do SARS-CoV-2. Như vậy thì cập nhật một số những cái hình ảnh để các bạn biết là cái hình ảnh của viêm phổi do SARS-CoV-2 nó cũng thay đổi rất là nhiều tùy theo cái mức độ nặng của bệnh. Về mặt cận lâm sàng thì chúng ta sẽ có những cái cận lâm sàng rất là thường gặp, ví dụ như là làm công thức máu. Thường thì đối với viêm phổi do vi khuẩn thì bạch cầu nó sẽ cao, bạch cầu đa nhân trung tính nó sẽ tăng, có thể là bạch cầu non chưa trưởng thành nó sẽ tăng nhiều hơn và ít gặp hơn trong một số những trường hợp, ví dụ như suy giảm miễn dịch hoặc là viêm phổi do siêu vi thì bạch cầu có thể giảm, và đặc biệt là có thể giảm dưới 4.000. Tiểu cầu là một trong những yếu tố có thể giúp cho chúng ta tiên lượng. Nếu tiểu cầu trong trường hợp viêm phổi mà giảm nhiều dưới 100.000 hoặc trên 300.000 thì có yếu tố tiên lượng nặng. Bạch cầu ái toan cũng có thể tăng trong một số những trường hợp như viêm phổi do amip hoặc là viêm phổi do ký sinh trùng. Các trường hợp này thì hiếm gặp trên lâm sàng hơn. Về mặt cận lâm sàng, những cái xét nghiệm máu khác có thể giúp chúng ta đánh giá tiên lượng cái vấn đề viêm phổi. Ví dụ như một người bệnh nhân mà viêm phổi do vi trùng thì thường là CRP thường tăng trên 40mg trên lít. Và cái CRP này là một yếu tố có thể giúp chúng ta theo dõi và đánh giá đáp ứng điều trị. Ví dụ như ngày khởi đầu CRP của bệnh nhân rất là cao, khoảng 120-150 chẳng hạn. Nhưng mà sau khi chúng ta điều trị từ 1 đến 2 ngày, có thể bệnh nhân chưa hết sốt, nhưng ta xử CRP lại mà chúng ta thấy là cái giá trị này nó giảm thấp hơn so với ngày đầu, thì chúng ta có thể tiên lượng là tiếp tục điều trị như vậy mà không cần thiết phải thay đổi điều trị. Procalcitonin là một trong những mặt cơ có cái độ nhạy và độ đặc hiệu khá là cao. Tuy nhiên là do cái xét nghiệm này tương đối mắc nên chúng ta không làm thường quy. Vì những cái vấn đề lâm sàng, X quang hoặc CRP chúng ta cũng đã có thể dự đoán được bệnh nhân, chẩn đoán được bệnh nhân viêm phổi rồi. Thì để chẩn đoán viêm phổi do vi trùng thì cái giá trị procalcitonin có thể có giá trị cao hơn là 0,5 nanogram trên lít. Và chúng ta sẽ ít tới nghĩ tới chẩn đoán viêm phổi do vi trùng nếu nó có giá trị nhỏ hơn 0,1. Như vậy trong những trường hợp mà chúng ta do dự chẩn đoán về viêm phổi thì trước khi điều trị chúng ta cũng có thể làm cái xét nghiệm này. Tuy nhiên là trên lâm sàng thì như đã nói ở trên, chúng ta cũng ít làm. Một số những cái xét nghiệm chức năng khác như là chức năng gan, chức năng thận, đường huyết, điện giải đồ v.v. thì để chúng ta tìm những cái trên người lớn tuổi thường những có những cái bệnh lý đồng phối hợp, và chúng ta sẽ đánh giá chức năng gan thận của những người này trước khi chúng ta quyết định điều trị kháng sinh.
À, thì chúng tôi cũng muốn cập nhật một số những cái khuyến cáo mới tháng 10 của ATS và ADSA năm 2019 về những cái vấn đề mà đối với lại một số những cái mặt chẩn đoán viêm phổi. Ví dụ như là bệnh nhân CAT có cần thiết làm procalcitonin phối hợp với đánh giá lâm sàng để quyết định cho kháng sinh hay không? Thì khuyến cáo là chúng ta nên điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm trên lâm sàng khi nghi ngờ CAT, và có thể xác nhận thêm bằng hình ảnh học. Chúng ta không nên làm thường quy cái procalcitonin, và đây là khuyến cáo ở mức độ mạnh và evidence ở mức độ vừa phải, tức là mức độ chứng cứ vừa phải. Về mặt cận lâm sàng, các cái xét nghiệm vi sinh thì các xét nghiệm vi sinh như là nuôi cấy đàn, kháng sinh đồ thì chúng ta nên làm thường quy trong trường hợp những bệnh nhân nhập viện bị viêm phổi từ mức độ trung bình cho tới nặng, và nghi ngờ là chúng ta có khả năng sẽ thất bại với kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm ban đầu, ví dụ những trường hợp bệnh nhân HCAT chẳng hạn. Tuy nhiên là cái cấy đàm trong thực tế thì đôi khi nó không như chúng ta mong muốn, mà nó thường cho kết quả âm tính gần như là 50% các trường hợp, đặc biệt là trong những trường hợp do viêm phổi và phế cầu. Như vậy thì những trường hợp viêm phổi thùy mà có kết quả cấy đàm âm tính, viêm phổi mắc phải cộng đồng, thì chúng ta cũng không ngần ngại chẩn đoán có khả năng đây là một trường hợp viêm phổi do phế cầu, vì đây là cái tác nhân khó nuôi cấy trong những cái điều kiện thông thường. Nếu chúng ta không có là phòng xét nghiệm chúng ta không được tốt thì khả năng mọc của cái nhóm vi khuẩn phế cầu này nó không có được dễ dàng như là những cái nhóm vi khuẩn gram ong. Soi đàm cũng có thể có kết quả nhanh và cũng nên được khuyến khích trước khi khởi trị kháng sinh trong những trường hợp viêm phổi ở mức độ trung bình trở lên mà phải nhập viện. Và có thể tìm kháng nguyên phế cầu hoặc là kháng nguyên Legionella trong nước tiểu. Xét nghiệm này có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong một số những cái trường hợp đặc biệt. Thì chúng tôi cũng muốn nói cái khuyến cáo của ATS và ADSA trong những trường hợp mà làm các xét nghiệm vi sinh. Thì những trường hợp mà bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng thì chúng ta có cần thiết soi hoặc cấy các chi tiết đường hô hấp tại thời điểm được chẩn đoán hay không? Thì đối với bệnh nhân ngoại trú thì chúng ta không nên làm thường quy. Đây là khuyến cáo ở mức độ cao, nhưng ở mức độ evidence, tức là mức độ chứng cứ, thì ở mức độ thấp. Những bệnh nhân nhập viện thì chúng ta nên làm trong các cái trường hợp sau đây. Bệnh nhân có cái mức độ nhiễm trùng ở mức độ nặng, nhất là những trường hợp có đặt nội khí quản, thì đây là khuyến cáo ở mức độ mạnh và mức độ về evidence, tức là bằng chứng ở mức độ thấp. Hoặc là những các cái trường hợp viêm phổi ở mức độ trung bình nhưng bệnh nhân đang được điều trị bởi MRSA, tức là Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, hoặc là bệnh nhân có đang được điều trị bởi con Pseudomonas aeruginosa, hoặc là bệnh nhân đang bị nhiễm MRSA, trước đây bệnh nhân đã từng bị nhiễm MRSA, hoặc là những người lui tới ở những cái vùng mà bị nhiễm những cái con này trong vòng một tháng trước, đặc biệt là những người trên những cái cơ địa mà có cái bệnh nhiễm trùng hô hấp trước đó, ví dụ như là COPD hoặc là giãn phế quản vân vân, thì đây là khuyến cáo ở mức độ mạnh nhưng mà mức độ evidence thì ở mức độ thấp. Hoặc là bệnh nhân đã nhập viện và dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày qua thì các khuyến cáo này ở mức độ cao nhưng mà mức độ evidence thì ở mức độ thấp. Khuyến cáo khác thì một cái xét nghiệm vi sinh khác là cấy máu. Một cấy máu cũng có thể được khuyến khích làm trong những trường hợp mà chúng ta bệnh nhân có sốc nhiễm trùng. Thì đối với ATS hoặc ADSA, người ta khuyến khích như thế nào? Thì bệnh nhân ngoại trú và nội trú thì cả hai trường hợp này chúng ta đều không nên làm thường quy. Khuyến cáo ở mức độ cao, evidence ở mức độ thấp. Bệnh nhân nhập viện chỉ làm cấy máu trong những trường hợp sau. Thứ nhất là mức độ nặng, thứ hai là các cái trường hợp trung bình nhưng bệnh nhân đang được điều trị theo kinh nghiệm của MRSA hoặc là Pseudomonas aeruginosa. Trước đây bệnh nhân bị nhiễm MRSA
hoặc Pseudomonas aeruginosa, hoặc là những trường hợp, đặc biệt trên những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý cấu trúc phổi trước đây, và trong những trường hợp bệnh nhân đã nhập viện hoặc dùng kháng sinh tiêm trong vòng 90 ngày vừa qua. Như vậy thì cái khuyến cáo này cũng gần gần giống như là cái trường hợp mà chúng ta làm xét nghiệm cái đạt. Đối với bệnh nhân CAP, chúng ta có cần thiết làm kháng nguyên trong nước tiểu của Legionella và phế cầu hay không? Thì cái khuyến cáo nói rằng là chúng ta không nên làm thường quy trừ trường hợp CAP nặng đối với lại phế cầu. Và cái khuyến cáo này thì không thường xuyên, tức là conditional recommendation, và mức độ chứng cứ là thấp. Đối với trường hợp nhiễm, chúng ta nghi ngờ nhiễm Legionella thì chúng ta cũng không nên làm thường quy trừ trường hợp chúng ta có yếu tố dịch tễ, cái viêm phổi do Legionella pneumoniae thì thường là có yếu tố dịch tễ. Chúng ta có thể làm cái kháng nguyên trong nước tiểu, thì Legionella là vi khuẩn không điển hình, thì chúng ta soi cái đàm có thể rất là khó không phát hiện ra được Legionella. Thì khi mà bệnh nhân có yếu tố dịch tễ, chúng ta làm những xét nghiệm này để chúng ta có cái biện pháp là điều trị ở trong cộng đồng, hoặc là những người đi qua những cái vùng dịch, hoặc là những người đi du lịch về. Các cái trường hợp mà viêm phổi mắc nặng và giống như là các cái yếu tố như là viêm phổi khởi đầu, như là vi khuẩn không điển hình, và đồng thời là trên các cái môi trường cấy đặc biệt hoặc là real time PCR, các cái bệnh phẩm hô hấp mà chúng ta nghi ngờ có Legionella, thì chúng ta nên làm cái tìm kháng nguyên Legionella ở trong nước tiểu. Đối với cái trường hợp nhiễm cúm thì ADSA ra vào tháng 10 năm 2019, thì người ta lúc đó chúng ta chưa có cái dịch COVID-19, thành thử ra đây là cái khuyến cáo nhìn chung là cho những cái trường hợp mà viêm phổi do siêu vi thì chúng ta nên làm hay không. Thì khuyến cáo là gì? Khi mà influenza virus hoặc một loại virus hô hấp nào lưu hành ở trong cộng đồng thì chúng ta nên làm những cái rapid test nhanh. Nếu mà ở những nơi có điều kiện làm những cái test nhanh thì chúng ta nên làm. Và những cái test nhanh tốt hơn hết đó là chúng ta nên làm cái test antigen hơn là làm những cái test giống như là influenza nucleic acid, thì nó sẽ tốt hơn. Và về mặt cận lâm sàng vi sinh khác thì real time PCR cũng là một cái xét nghiệm giúp định hướng nhanh tác nhân gây bệnh, đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân sử dụng kháng sinh trước đó. Bệnh nhân chúng ta cũng có thể không có được cái kết quả khi chúng ta làm những cái xét nghiệm vi sinh khác, thì chúng ta có thể dựa thêm một phần real time PCR để chúng ta định hướng tác nhân gây bệnh mà điều trị cho đúng. Huyết thanh chẩn đoán trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ do vi khuẩn không điển hình, tuy nhiên là như đã nói trên, vi khuẩn không điển hình thì thường là có triệu chứng nhẹ và tự khỏi trong một số các trường hợp, nên chúng ta cũng không cần phải khuyến khích làm các xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán trong trường hợp này. Vì huyết thanh chẩn đoán chúng ta phải làm ít nhất là 2 lần, và cái hiệu giá kháng nguyên nó phải tăng lên gấp 4 lần so với ban đầu thì mới có ý nghĩa về mặt chẩn đoán. Một số những trường hợp chúng ta nghi ngờ, ví dụ như là viêm phổi lao, chúng ta có thể làm AFP đàm, BK trực tiếp, hoặc là chúng ta thậm chí là trong một số những trường hợp cấy MRIC để làm kháng sinh đồ trong những trường hợp mà nghi ngờ viêm phổi do lao. Tôi đã gặp một cái trường hợp bệnh nhân viêm phổi kéo dài rất là lâu và tổn thương phổi giống như tạo hang ở trên đỉnh phổi. Bệnh nhân làm những cái xét nghiệm AFP đàm thì hoàn toàn là không phát hiện ra vi khuẩn lao. Nhưng tôi điều trị bệnh nhân giống như một trường hợp là viêm phổi bình thường. Và tôi cho bệnh nhân làm cấy MRIC hoặc là kháng sinh đồ lao, thì sau 1 tháng thì bệnh nhân được chẩn đoán là lao phổi. Như vậy thì chúng ta, nếu lâm sàng chúng ta nghi ngờ thì chúng ta không nên bỏ qua những cái loại xét nghiệm như vậy để cho chúng ta điều trị bệnh nhân cho chính xác. Và các xét nghiệm khác, ví dụ như là xo phế quản, không có đáp ứng với, trong những trường hợp chúng ta không đáp ứng với điều trị kháng sinh,
Thì cái trường hợp này thì chúng ta cũng hạn chế làm, bởi vì là do phế quản nó sẽ gây ra cái tình trạng lây nhiễm cho những cái vùng phổi còn lại. Thì chúng ta sẽ làm trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ với một cái chẩn đoán phân biệt khác, ví dụ như là ung thư, hoặc là những cái trường hợp mà viêm phổi do nấm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ soi lấy dịch rửa phế quản và các cái bệnh phẩm sinh thiết để chẩn đoán ung thư hoặc là những trường hợp viêm phổi do nấm. Như vậy thì sau những cái biện pháp về cận lâm sàng như vậy thì chúng ta đã bắt đầu có thể chẩn đoán xác định viêm phổi bệnh nhân kết hợp lâm sàng và cận lâm sàng. Thì với những yếu tố lâm sàng chúng tôi không nói thêm ở đây, các bạn xem lại chúng tôi đã giải thích trong cái phần triệu chứng lâm sàng rồi. Các cái yếu tố về cận lâm sàng thì các bạn cũng có thể kết hợp, chúng tôi đã nói ở đây rồi, đã nói ở phần trên rồi. Các bạn thấy X quang có thể có những cái triệu chứng tổn thương phế nang, có hình ảnh tràn dịch màng phổi hoặc là tổn thương các cái rãnh ly tùy, tổn thương dạng lưới, dạng nốt, hình mờ, kính mờ có thể gợi ý viêm phổi do vi khuẩn không điển hình hoặc là viêm phổi do siêu vi. Tuy nhiên là hình ảnh X quang các bạn chú ý là sẽ không có đặc hiệu cho căn căn nguyên. Chúng ta phải phối hợp thêm các cái triệu chứng lâm sàng cũng như là các cái biện pháp điều trị vi sinh. Đó. Và hiện tại thì tăng đậm độ X quang trên một người có triệu chứng sốt và ho được xem là một trong những cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm phổi. Về chẩn đoán về cận lâm sàng thì ở đây các bạn chú ý có một số những cái trường hợp mà chẩn đoán X quang là âm tính giả. Ví dụ như bệnh nhân béo phì, chúng ta thấy hình mờ ở dưới hai cái đáy phổi chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân có cái cơ ngực lớn phát triển, chúng ta chẩn đoán là viêm phổi trên X quang là hoàn toàn sai. Chúng ta phải kết hợp với các cái triệu chứng lâm sàng. Những bệnh nhân có những cái trường hợp mà khí phế thủng hoặc là những cái tổn thương cấu trúc phổi thì nó sẽ làm sai lệch những cái tổn thương viêm phổi. Trong những trường hợp này chẩn đoán viêm phổi cũng khá là khó. Và trong những trường hợp bệnh nhân vào với chúng ta quá sớm, chúng ta chụp X quang có khi chúng ta chưa thấy các cái tổn thương viêm phổi, thì có thể thấy những cái trường hợp âm tính giả, những cái trường hợp mất nước nặng, xin lỗi, những cái trường hợp béo phì ở trên thì đây là cái âm tính giả, thì tôi xin nói lại là những cái trường hợp béo phì thì có thể che những cái vị trí tổn thương phổi ha, hoặc là một số những cái vị trí mà chúng ta rất là khó thì chúng ta chụp trên phim X quang phổi thẳng, ví dụ như là những vị trí ở cạnh cột sống chẳng hạn. Đó thì trong những trường hợp đó chúng ta sẽ có những cái triệu chứng mà âm tính giả. Một số những trường hợp mà chúng ta sử dụng phim phổi mà quá mức để chẩn đoán mà triệu chứng lâm sàng không có rõ ràng thì chúng ta có thể có những cái trường hợp dương tính giả, ví dụ như là phù phổi ha, một số những bệnh nhân bị suy tim ứ huyết, bệnh nhân bị hẹp hai lá phù phổi cấp chẳng hạn, nhồi máu phổi, cũng có thể có triệu chứng sốt, triệu chứng ho, và chúng ta có thể chẩn đoán dương tính giả. Trong trường hợp nhồi máu phổi thì bệnh nhân cũng có thể có những cái triệu chứng ví dụ như là đi kèm như là đau ngực, hoặc là triệu chứng khởi phát rất là dữ dội ngay từ đầu, bệnh nhân ho, có thể ho ho đi kèm ra ho ra máu và đau ngực. Trong những trường hợp này thì chúng ta nên chụp CT scan để mà có cảm quan để xác định chẩn đoán hoặc làm những cái xét nghiệm khác như dedimer chẳng hạn. Hội chứng nguy kịch hô hấp cấp tính mà không phải là do viêm phổi, ví dụ như những trường hợp hít sặc ở trên cạn hoặc những cái trường hợp bị ngộ độc chẳng hạn. Một bệnh lý khác ít gặp hơn đó là những cái bệnh lý về xuất huyết phế nang do nhiễm trùng nặng ở những nơi khác hoặc là những cái tổn thương phổi do những cái nguyên nhân khác, bệnh nhân bị ung thư phổi hoặc là ung thư di căn phổi, hình ảnh tương tự như là một cái đông đặc phổi, bệnh nhân bị xẹt phổi, bệnh nhân viêm phổi sau xạ trị hoặc là bệnh nhân viêm nhu mô phổi mà không phải là do nhiễm trùng, thì cái trường hợp này ít gặp trên lâm sàng và chẩn đoán thường là khó. Và một cái bệnh lý nữa là tăng bạch cầu ái toan, đây là một cái chương rất là khó ở trong các cái bệnh lý về phổi, tức là tăng bạch cầu ái toan trong những cái bệnh lý về phổi, và viêm tiểu phế quản tắc nghẽn thì có thể có cái hình ảnh giả
giống như là viêm phổi. Sau khi chúng ta chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt dựa trên những cái vấn đề về lâm sàng và cận lâm sàng, thì cái biện pháp chẩn đoán tiếp theo chắc chắn chúng ta phải làm đó là chẩn đoán mức độ. Thì chẩn đoán mức độ trước đây chúng ta thường dựa vào thang điểm Phipps. Các bạn cũng biết rồi, đây là một cái thang điểm gồm có 5 cái yếu tố. Thứ nhất là chữ C là confusion, tức là tình trạng lú lẫn của bệnh nhân. Cái chữ U là urea, tức là bệnh nhân có vấn đề về thận, ví dụ như urea của bệnh nhân tăng cao. Chữ R là respiratory rate, tức là cái nhịp thở của bệnh nhân có vấn đề. Chữ B là chữ blood pressure, tức là huyết áp của bệnh nhân. Huyết áp bệnh nhân có thể giảm hoặc là có thể tâm thu giảm dưới 90 hoặc là tâm trương giảm dưới 60 mm thủy ngân. Và cái số 85 cuối cùng là cái tuổi của bệnh nhân. Như vậy thì cái thang điểm này là một thang điểm rất là đơn giản để mà chúng ta khảo sát cái mức độ một bệnh nhân viêm phổi có mức độ nặng hay không. Và chúng tôi sẽ nói kỹ cái phần trăm mà tỷ lệ tử vong của thang đoạn điểm này sau. Thì hiện nay ATS và ADSA khuyến khích chúng ta nên sử dụng cái thang điểm thứ hai là thang điểm PSA, tức là Pneumonia Score Index. Thang điểm này bao gồm những cái nhóm đánh giá. Thứ nhất là cái nhóm thứ nhất là cái tuổi của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân trên 50 tuổi thì chúng ta sẽ dựa trên cái số này mà chúng ta cộng điểm. Ví dụ như giờ một bệnh nhân nam đến gặp chúng ta là 70 tuổi thì bệnh nhân đương nhiên là sẽ được 70 tuổi rồi, 70 điểm rồi. Còn nếu mà bệnh nhân nữ thì chúng ta trừ đi 5 điểm, tức là chúng ta sẽ trừ bớt đi 5 cho tới 10 điểm. Sau đó thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà xem xét coi bệnh nhân có các cái bệnh đồng phối hợp hay không. Thì trong cái nhóm này thì cái điểm của nó dao động trong khoảng từ 10 cho tới 20 điểm, 10 cho tới 20 điểm. Thì tùy theo mỗi bệnh mà nó sẽ có điểm khác nhau, nhưng bạn cũng có thể nhớ cái giá trị trung bình là chúng ta nếu gặp bệnh nhân có một bệnh đồng phối hợp thì chúng ta có thể cộng thêm 15 điểm chẳng hạn. Cái nhóm thứ ba là nhóm bệnh nhân có một số những cái triệu chứng nặng cần phải hỗ trợ về vấn đề hô hấp hoặc là vận mạch, hoặc là bệnh nhân có những cái triệu chứng về vấn đề thần kinh, thì trong cái nhóm này cái điểm của nó dao động từ 10 tới 30 điểm. Thì tùy theo cái triệu chứng mà người ta cho mình cái điểm thích hợp thì các bạn có thể cộng giá trị trung bình từ 15 cho tới 20 điểm khi bệnh nhân có một trong những triệu chứng này. Và sau khi chúng ta cộng hết các cái nhóm này lại thì chúng ta sẽ có cái thang điểm này từ 1 cho tới 5, và tùy theo cái mức độ chúng ta sẽ có cái mức độ nặng của viêm phổi. Ngoài ra thì cũng giới thiệu với các bạn một số những cái thang điểm khác, có rất là nhiều các thang điểm. Ví dụ như thang điểm SmartCop, ở đây chữ S được viết tắt là systolic, tức là huyết áp của bệnh nhân thấp dưới 90 mm thủy ngân thì được đánh giá là 2 điểm. M là multilobar trên chest X-ray, tức là bệnh nhân bị tổn thương phổi ở nhiều thùy thì được cộng thêm 1 điểm. A là albumin máu dưới 3,5 gram trên decilit thì bệnh nhân được cộng thêm 1 điểm. R là respiratory rate, tức là nếu mà nhịp thở của bệnh nhân, các bạn nhìn ở đây, dưới 50 tuổi mà trên 25 lần một phút thì chúng ta sẽ cộng thêm 1 điểm, hoặc là trên 50 tuổi mà trên 30 lần một phút thì chúng ta sẽ cộng thêm 1 điểm. Nhịp tim bệnh nhân nhanh chẳng hạn, bệnh nhân lú lẫn chẳng hạn, bệnh nhân có tình trạng giảm oxygen máu thì sẽ được cộng thêm 2 điểm. Mà các bạn nhìn thêm trong các cái phần tài liệu ha, và chúng ta sẽ có những cái thang điểm. Thì không bắt buộc các bạn phải nhớ những cái thang điểm này. Khi mà các bạn gặp bệnh nhân viêm phổi thì các bạn tự mở những cái app ra và các bạn cũng có thể tính cái mức độ nặng của viêm phổi của bệnh nhân. Và đây là với những cái thang điểm như vậy thì cái khả năng điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, nhập ICU của bệnh nhân với cái tỷ lệ tử vong là như thế nào. Ví dụ như đối với thang điểm Phipps mà từ 0 tới 1 á, thì phần lớn bệnh nhân sẽ được điều trị ngoại trú,
và tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày của bệnh nhân là thấp dưới 3%, tức là thông thường, giống như những cái trường hợp mà viêm phổi nhẹ thôi. Còn đối với những bệnh nhân mà CRIP 65 mà trên 3 chẳng hạn, thì đương nhiên là chúng ta phải cho bệnh nhân nhập vào ICU, và lúc đó thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân tăng lên rất là cao, trên 13%. Đối với thang điểm PSI, các bạn thấy là từ 1 đến 2 thì chúng ta cũng nên cho bệnh nhân điều trị ngoại trú thôi, với tỷ lệ tử vong là 0,1 cho tới 0,6%. Nhưng mà nếu mà thang điểm PSI từ 4 đến 5 trở lên thì chúng ta thấy tỷ lệ tử vong tăng lên rất là nhiều, bệnh nhân thường phải là nhập ICU. Và tương tự như vậy đối với lại thang điểm SMART-COP. Như vậy thì các bạn thấy rằng là với các thang điểm này, ngay từ đầu chúng ta đã có thể có một cái nhìn thích hợp để chúng ta chọn cái biện pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Cũng xin giới thiệu thêm cái tiêu chuẩn nhập ICU của ATS và ADSA. ATS và ADSA từ năm 2009 cũng đã đưa ra cái tiêu chuẩn, từ năm 2011 cũng đã đưa ra cái tiêu chuẩn này dùng để đánh giá mức độ nặng của viêm phổi cộng đồng. Thì hai tiêu chuẩn chính của ATS và ADSA là: một là suy hô hấp cần phải thông khí cơ học, và hai là choáng nhiễm trùng cần phải sử dụng vận mạch. Thì đó là hai tiêu chuẩn chính, và có chín tiêu chuẩn phụ. Chín tiêu chuẩn phụ là tần số thở của bệnh nhân trên 30 lần một phút, PaO2 trên SiO2 dưới 250, tổn thương nhiều thùy phổi trên phim X quang, lú lẫn bất định hướng, ure máu tăng cao, bun trên 20mg trên decilit, bạch cầu máu dưới 4.000, tiểu cầu giảm dưới 100.000, hạ thân nhiệt dưới 36 độ và hạ huyết áp cần phải bù dịch tích cực. Thì đây là chín tiêu chuẩn phụ, và bệnh nhân sẽ được nhập khoa ICU khi có lớn hơn hoặc bằng 3 tiêu chuẩn phụ, hoặc có lớn hơn hoặc bằng 1 tiêu chuẩn chính. Thì đây là một cái sơ đồ, đây sơ đồ của UpToDate 2019. Tôi cũng muốn cập nhật ở đây cho các em thấy là ngoài cái vấn đề đánh giá mức độ nặng của viêm phổi để cho bệnh nhân nhập viện vào những khu vực thích hợp, thì chúng ta cần phải kết hợp thêm những cái yếu tố khác có liên quan tới vấn đề xã hội của bệnh nhân để chúng ta có thể cho bệnh nhân nhập viện. Thì đầu tiên, câu hỏi xác nhận đầu tiên là chúng ta phải hỏi là bệnh nhân có bị sốc nhiễm trùng hoặc là suy hô hấp cần phải hỗ trợ thở máy hay không. Nếu bệnh nhân có thì chúng ta phải chuyển gấp bệnh nhân đến khoa cấp cứu ICU. Nếu bệnh nhân không có thì câu hỏi đặt ra tiếp theo là bệnh nhân có khả năng lây nhiễm cao với những cái tác nhân gây bệnh có thể gây ra viêm phổi tiến triển nhanh hay không. Nếu bệnh nhân có thì chúng ta nên cho bệnh nhân nhập viện. Nếu bệnh nhân không có các cái yếu tố này thì chúng ta phải đặt câu hỏi tiếp theo nữa là bệnh nhân, chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có thể cái khả năng tuân thủ điều trị ngoại trú hay không. Tức là gì? Bệnh nhân có tiền sử lạm dụng thuốc hay không? Có các vấn đề về tâm thần hay không? Có vấn đề về suy giảm nhận thức và chức năng hay không? Và bệnh nhân sống ở nhà, có chung với người nhà hay không? Có khả năng là có thể đến liền bệnh viện khi cái diễn tiến bệnh trở nặng hay không? Bệnh nhân, nhà của bệnh nhân có xa những cái trung tâm y tế hay không? Thì những vấn đề này liên quan tới xã hội chúng ta cũng có thể xem xét lại để mặc dù là bệnh nhân không có triệu chứng nặng, mặc dù là bệnh nhân không có những cái viêm phổi tiến triển nhanh, nhưng chúng ta cũng xem xét có thể cho bệnh nhân nhập viện hay không. Sau khi xem xét những vấn đề này rồi thì chúng ta lại tiếp tục đem đo cái giá trị SpO2 của bệnh nhân. Các bác sĩ tại các cái phòng khám tư hoặc là ở tại các cái clinic thì chúng ta cũng có thể trang bị cái dụng cụ này. Nếu SpO2 của bệnh nhân thấp dưới 92% hoặc là thấp đáng kể so với trước đây, ví dụ một số những bệnh nhân như là CVD hoặc là có những bệnh phổi mãn tính thì tiềm tàng họ có cái SpO2 thấp sẵn rồi, thì thấp so với trước đây thì chúng ta cũng xem xét xem bệnh nhân có như vậy hay không. Nếu có thì chúng ta cho bệnh nhân điều trị nội trú, nếu không thì chúng ta mới bắt đầu chọn các cái thang điểm đánh giá. Và ở đây thì UpToDate khuyến cáo chúng ta nên chọn thang điểm PSI. Nếu PSI từ độ 1 cho tới độ 2 thì chúng ta nên điều trị ngoại trú. Nếu PSI là độ 3 thì chúng ta tùy
chúng ta có thể xem xét, chúng ta có thể điều trị ngoại trú, nhưng cũng có thể là phải theo dõi rất là sát, hoặc là chúng ta theo dõi, chúng ta cho bệnh viện nhập bệnh nhân nhập viện. Và chú ý là khi nhập viện thì chúng ta nên xem xét, nếu bệnh nhân nhẹ bớt đi thì chúng ta nên cho bệnh nhân xuất viện sớm. Và đối với lại cái độ cuối cùng là độ 4 và độ 5 thì chúng ta nếu mà có thêm lớn hơn 3 tiêu chuẩn phụ cần được chăm sóc tại ICU thì chắc chắn là chúng ta phải cho bệnh nhân nhập ICU. Còn nếu không có 3 tiêu chuẩn phụ này thì đôi khi chúng ta phải chúng ta có thể cho bệnh nhân nhập các cái khoa nội tổng quát thông thường. Như vậy thì cái sơ đồ này tôi nghĩ là rất là rõ ràng để cho các bác sĩ ở các cái phòng cấp cứu hoặc là các cái phòng khám hoặc các clinic để mà có thể là cho bệnh nhân nhập viện. Thì hiện tại tôi thấy rằng là vấn đề là khi các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân là viêm phổi thì rất là lo lắng và thường là cho bệnh nhân nhập viện rất là sớm. Thì cái vấn đề đó có thể tốt cho bệnh nhân là được theo dõi rất là tốt, nhưng mà với điều kiện là gì, trong cái khu vực mà nhập viện của chúng ta thì cái khu vực đó nó phải sạch sẽ. Một số những cái bệnh nhân mà nhập viện một thời gian rồi sau đó nhiễm khuẩn, những cái con vi khuẩn ở trong bệnh viện, thì từ viêm phổi mắc phải cộng đồng hoặc có thể điều trị ngoại trú ở mức độ nhẹ, vô hình chung chúng ta lại đẩy bệnh nhân vào một cái tình trạng là viêm phổi bệnh viện. Như vậy thì các bác sĩ chú ý, chúng ta cũng nên đừng nên quá ngại khi điều trị bệnh nhân, một bệnh nhân ngoại trú theo những cái tiêu chuẩn mà chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi thấy là tương đối là chặt chẽ để các bạn có thể điều trị bệnh nhân ngoại trú trong những trường hợp không cần thiết phải nhập viện. Cái vấn đề tiếp theo là chẩn đoán tác nhân. Chẩn đoán tác nhân thì sẽ dựa trên những cái kết quả vi sinh. Tính tin cậy của kết quả vi sinh thì tùy theo bệnh phẩm và phương pháp cấy. Thì chẩn đoán xác định là chắc chắn khi cái mẫu cấy máu dương tính. Những cái mẫu khác ví dụ như là cấy dịch, cấy mủ màng phổi chọc xuyên thành ngực là dương tính. Vì những cái khu vực này của chúng ta thường là vô trùng, thì nếu mà dương tính trong những trường hợp này thì chúng ta chẩn đoán kèm theo với lại cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân thì chúng ta chẩn đoán hầu như là chắc chắn. Hoặc là cái sự hiện diện của pneumocystis carini hoặc là vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis trong đàm hoặc dịch rửa phế quản của bệnh nhân lấy qua nội soi phế quản. Hoặc chúng ta phân lọc được Legionella pneumoniae hoặc là hiệu giá kháng thể của Mycoplasma Chlamydia hoặc Legionella pneumoniae trong máu tăng gấp 4 lần qua 2 lần thử. Hoặc là chúng ta tìm thấy kháng nguyên của phế cầu hoặc là Legionella trong nước tiểu hoặc là trong máu là dương tính. Thì lúc bây giờ chúng ta được quyền kết luận là chẩn đoán chắc chắn tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên là chẩn đoán có khả năng trong trường hợp là vi khuẩn này được phân lọc ở trên các cái mẫu cấy đàm. Những cái loại vi khuẩn thường gặp và phát triển mạnh và kết quả soi đàm là phù hợp. Hoặc cái trường hợp thứ hai là chúng ta phân lọc được các cái kết quả cấy đàm, nhưng đây là những cái loại vi khuẩn không thường gặp và nó phát triển yếu và kết quả soi đàm của chúng ta phù hợp. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta chỉ ghi là có khả năng thôi. Vậy thì chẩn đoán tác nhân vi sinh trên thực tế đối với chúng ta cũng không dễ dàng mấy. Và các xét nghiệm vi sinh được định danh tác nhân gây bệnh thì thay đổi tùy theo phân loại viêm phổi mắc phải cộng đồng hay là bệnh viện. Ví dụ như là chúng ta có thể nói cho các cái bác sĩ ở phòng xét nghiệm rất là rõ ràng là tôi nghi ngờ bệnh nhân này viêm phổi do một cái tác nhân gì đó, ví dụ như tụ cầu hay là một cái tác nhân như là pneumocystis carini hoặc là gì đó, thì tùy theo cái mức độ nghi ngờ đó mà phòng vi sinh sẽ làm những cái biện pháp cấy đàm thích hợp chẳng hạn. Và tùy theo cái mức độ nặng của viêm phổi mà chúng ta phải đề nghị những cái phòng vi sinh làm những cái xét nghiệm nâng cao hơn. Ví dụ như trong trường hợp nhiễm tụ cầu thì chúng ta có thể đề nghị phòng vi sinh làm những cái xét nghiệm về MIC của vi khuẩn chẳng hạn. Khi mà xét nghiệm vi sinh không thực hiện được hoặc không cần thiết, không khả thi thì cái chẩn đoán tác nhân của chúng ta chủ yếu là dựa trên kinh nghiệm. Như vậy thì khi dựa trên kinh nghiệm thì đây không phải là một cái kinh nghiệm tự phát, đây không phải là kinh nghiệm bắt chước
của những bác sĩ ở xung quanh, hoặc là ở một cái đơn vị nào đó, ví dụ như là chúng ta ở khu vực của chúng ta mà chúng ta lại học hỏi kinh nghiệm ở một cái khu vực khác thì hoàn toàn không phải là cái loại kinh nghiệm như vậy, mà kinh nghiệm này phải dựa trên những cái thực hành lâm sàng hàng ngày, mức độ chẩn đoán bệnh nặng của bệnh và kết hợp với các cái kết quả nghiên cứu dịch tễ ở khu vực mà chúng ta đang thực hành, đang có bệnh nhân, và các cái chủng loại thường gặp trong những cái bối cảnh lâm sàng riêng biệt. Như vậy thì chúng ta phải nên cập nhật thường xuyên các cái kết quả về nghiên cứu dịch tễ và những cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân, thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi là điều trị các tác nhân dựa trên kinh nghiệm. Do đó chúng tôi có thể thay đổi cái câu này là gì? Dựa trên các kinh nghiệm và có định hướng, chứ không phải là hoàn toàn là kinh nghiệm đơn thuần. Và chẩn đoán tác nhân vi khuẩn gây viêm phổi theo kinh nghiệm của chúng ta sẽ căn cứ chủ yếu vào những yếu tố sau đây. Thứ nhất là phân loại viêm phổi, CAP, HCAP hoặc HAP. HAP thì chúng ta phải phân loại khởi phát sớm hoặc là khởi phát muộn, hoặc là VAP. Cái thứ hai là chúng ta phải dựa trên mức độ nặng nhẹ của viêm phổi. Ví dụ như là ngoại trú thì tác nhân nó sẽ nhẹ hơn, ngoại trú tại khoa hô hấp thì nặng hơn một tí xíu, hoặc là nội trú tại các cái khoa ICU thì tác nhân thường là sẽ nặng. Và cơ địa bệnh nhân bao gồm những cái thói quen về sinh hoạt, các cái loại bệnh mắc, bệnh đồng mắc tại phổi và tại những nơi khác. Thì ở đây chúng tôi cho các bạn một số những tham khảo của sách giáo khoa ha, sách giáo khoa. Các bạn cũng nên tham khảo thêm cái vấn đề vi sinh của cái khu vực mà chúng ta đang thực hành. Thì theo Murray và Nadel là một cái textbook về hô hấp, thì chúng ta có bệnh nhân điều trị ngoại trú thì tác nhân thường gặp như là ở trên đây các bạn sẽ thấy là các cái loại vi khuẩn không điển hình, hoặc là Haemophilus influenza, hoặc là những cái siêu vi tầm thường, siêu vi loại nhẹ ha. Rồi, hoặc là phế cầu. Đối với bệnh nhân nhập viện phải nhập viện hoặc khoa hô hấp thông thường thì phế cầu lại đứng lên hàng đầu hơn ha. Rồi sau đó là những cái loại vi khuẩn không điển hình, hoặc là Haemophilus influenza, hoặc là tụ cầu, hoặc là phối hợp rất là nhiều tác nhân, và ít gặp hơn là những cái tác nhân vi khuẩn gram âm, hoặc là viêm phổi do kỵ khí, hoặc là các cái loại virus, hoặc là Legionella. Còn đối với trường hợp viêm phổi nặng thì chúng ta thấy những cái tác nhân nổi lên hơn, đó là những cái vi khuẩn thâm âm, hoặc là tụ cầu, hoặc là Streptococcus pneumoniae, nhưng mà kháng thuốc. Còn những con vi khuẩn khác, ví dụ như Mycoplasma, những cái loại vi khuẩn không điển hình thì chúng ta ít gặp hơn. Tùy theo lứa tuổi của bệnh nhân mà chúng ta có thể dự đoán cái tác nhân gây bệnh. Ví dụ như trẻ dưới 2 tuổi thì trên 50% là thường là phải nhập viện. Thì lúc bây giờ tác nhân có thể là phế cầu, thường gặp là phế cầu, hoặc là các cái loại virus hợp bào về hô hấp. Đối với trẻ lớn hơn 5 tuổi thì có thể là vi khuẩn không điển hình, hoặc là Streptococcus pneumoniae. Đối với người lớn thì vẫn là những con vi khuẩn như là Streptococcus pneumoniae, hoặc là những cái nhóm vi khuẩn thuộc họ Streptococci, hoặc là Haemophilus influenza, hoặc là Moraxella catarrhis, và ít gặp hơn là những con vi khuẩn không điển hình, hoặc là những con vi khuẩn gram âm. Và ở những người già trên 80 tuổi thì cũng tương tự như người lớn, nhưng chúng ta chú ý thêm cái vấn đề là viêm phổi hít. Ở trên một số những cái loại bệnh đồng mắc, ví dụ như bệnh nhân nghiện rượu thì bệnh nhân có thể bị nhiễm Klebsiella pneumoniae. Bệnh nhân hút thuốc lá thì có thể nhiễm Streptococcus pneumoniae, hoặc là những cái loại influenza, những cái loại virus. Đối với bệnh nhân COPD, nếu FEV1, FEV1 của bệnh nhân mà dưới 50% thì khả năng họ xin lỗi, ở đây là FEV1 của bệnh nhân là dưới 50% thì bệnh nhân có thể nhiễm Haemophilus influenza, hoặc là Pseudomonas aeruginosa, hoặc bệnh nhân dùng nhiều corticoid, hoặc là bệnh nhân sử dụng kháng sinh nhiều lần trước đó thì bệnh nhân sẽ tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn gram âm. Đối với trẻ có một cái bệnh lý bẩm sinh là xơ nang phổi thì trẻ dưới 10 tuổi thì khả năng có thể bị nhiễm tụ cầu, hoặc là Haemophilus influenza, hoặc là Pseudomonas.
trẻ bị bệnh lâu rồi, trên 10 tuổi thì sẽ gặp những cái loại vi khuẩn như là Pseudomonas, hoặc là những cái con vi khuẩn như là Bucoderia cetacea, hoặc là các cái loại Stenotrophomonas maltophila, hoặc là những cái loại vi khuẩn non-tuberculosis Mycobacteria. Và chúng ta sẽ nghĩ tới vi khuẩn là phế cầu kháng thuốc khi tuổi bệnh nhân trên 65 tuổi, bệnh nhân dùng nhiều loại beta-lactam, Macrolide, fluoroquinolone trong vòng 3 đến 6 tháng trước, bệnh nhân nghiện rượu, bệnh nhân có nhiều bệnh đồng phối hợp, bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, bệnh nhân tiếp xúc với môi trường bệnh viện dưới 5 ngày trước đó. Chúng ta sẽ định hướng là vi khuẩn không điển hình như đã nói ở phần trên, thường gặp ở những cái người trẻ, triệu chứng thường nhẹ, bán cấp, ho khan, tổn thương phổi là mô kẽ. Nhưng có thể có những triệu chứng ngoài phổi như nhức đầu, đau cơ, đau họng, tiêu chảy hoặc là sốt phát ban. Những cái trường hợp viêm phổi do siêu vi thì có thể gặp trên những người bị suy giảm miễn dịch, hay gặp ở người trẻ và trẻ em mà bị những người mà không suy giảm miễn dịch thì có thể gặp ở người trẻ và trẻ em, và thường là gây viêm phổi thành dịch, như các bạn thấy như là dịch cúm hoặc là dịch dịch COVID hiện nay. Còn đối với những người mà trên cơ địa suy giảm miễn dịch thì có thể gây viêm phổi sởi, viêm phổi do những cái loại virus cúm chẳng hạn, hoặc là phối hợp viêm phổi đi kèm virus với lại vi khuẩn, thường gặp trong những trường hợp này là do tụ cầu. Một số những cái tác nhân khác như là kỵ khí, cái kỵ khí thì chúng ta có thể định hướng khi bệnh nhân có triệu chứng mà rối loạn phản xạ nuốt hoặc là xích sặc. Những bệnh nhân có thể chúng ta nghĩ tới tác nhân là ngâm âm khi bệnh nhân nghiện rượu, hoặc bệnh nhân nằm ở ICU, hoặc là bệnh nhân có phối hợp những cái bệnh lý bệnh nền khác, ví dụ như là giãn phế quản hoặc là CPD. Staphylococcus thì chúng ta có thể nghĩ tới khi bệnh nhân có cái bệnh phổi nền tảng, hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh nội khoa mãn tính, hoặc là ở những người trẻ bị nhiễm siêu vi, và một số những người mà tiêm chích thì ke, thuyên tắc huyết khối ở trong những cái trường hợp mà viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Và cũng xin nói thêm, vì phế cầu là tác nhân gây bệnh rất là phổ biến ở các cái nước, hầu hết tất cả các nước trong viêm phổi mắc tại cộng đồng, thì riêng ở châu Á thì cái tình trạng mà phế cầu kháng thuốc ở châu Á rất là nghiêm trọng. Thì từ những năm 2000 là người ta đã nhận thấy là có cái nguy cơ rất là cao kháng thuốc của các cái nhóm vi khuẩn này ở tại châu Á. Thì ATS và ABCA đã khuyến cáo ở những vùng mà Staphylococcus pneumoniae có tỷ lệ kháng với Macrolide trên 25% và có MAC trên 160 mg trên lít thì chúng ta không nên sử dụng cái nhóm kháng sinh này. Còn đối với lại cái nhóm beta-lactam thì theo CLSI, tức là một cái tổ chức về cận lâm sàng của Mỹ, thì CLSI Checkpoint nói rằng là nếu mà ở những vùng mà chúng ta có MAC trên đối với những cái vi khuẩn trên 8 microgram trên ml, và đối với lại viêm phổi không phải là những cái bệnh lý phế cầu xâm lấn như là viêm màng não, thì chúng ta cũng xem như đây là một cái tình trạng phế cầu kháng thuốc. Và đối với nhóm này thì chúng ta phải xem xét sử dụng cái liều 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 cao lên, chứ không nên sử dụng liều thấp. Và đối với trường hợp viêm màng não thì cái phế cầu kháng thuốc sẽ xem xét khi mà MIC dưới lớn hơn 0,12 microgram trên ml. Về vấn đề chẩn đoán nguyên nhân của cái viêm phổi kém đáp ứng điều trị thì đây là một cái thách thức của các cái bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ hô hấp. Sau một thời gian chúng ta sử dụng kháng sinh rồi, chúng ta cứ leo thang kháng sinh, và cuối cùng thì bệnh nhân cũng không có được đáp ứng với điều trị, thì đây là một cái trường hợp gọi là viêm phổi kém đáp ứng với điều trị non-resolvent pneumonia. Thì có ba nhóm nguyên nhân chính làm cho viêm phổi kém đáp ứng với điều trị, tức là bệnh nhân có một cái trường hợp nhiễm trùng rất là khó phát hiện ra, rất khó điều trị cái nguyên nhân đó. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có viêm phổi và có thêm một cái bệnh đi kèm mà không do nhiễm trùng. Và cái cuối cùng là không có rõ nguyên nhân là gì. Thì những cái trường hợp mà nhiễm trùng, mà những vi khuẩn khó trị, kém đáp ứng điều trị thì đó là những cái loại vi khuẩn đề kháng như đã kể ở trên, đặc biệt là những trường hợp vi khuẩn bệnh viện như là Acinetobacter, MRSA hoặc là Pseudomonas.
thì hầu như là nó kháng rất là nhiều các cái loại kháng sinh thông thường, nên do đó chúng ta có thể thất bại khi chúng ta điều trị với những cái nhóm kháng sinh thông thường. Những cái tác nhân không thường gặp khác, ví dụ như là viêm phổi lao, Mycobacterium tuberculosis chẳng hạn, hoặc là viêm phổi do vi nấm, hoặc là viêm phổi do pneumocystis carinii. Và những cái trường hợp mà viêm phổi có kèm theo những cái loại biến chứng, ví dụ như tràn mũ màng phổi, áp xe phổi, hoặc là viêm phổi có tình trạng di căn đến những nơi khác, ví dụ như là viêm màng não hoặc là viêm nội tâm mạc. Một số những cái trường hợp viêm phổi kém đáp ứng điều trị do những cái nguyên nhân bệnh nhân có đi kèm với những cái bệnh lý khác, ví dụ như là ung thư, thuyên tắc phổi, hoặc là những cái trường hợp là những cái bệnh lý đi kèm, hoặc là đôi khi không đáp ứng điều trị bởi vì ngay từ đầu chúng ta chẩn đoán viêm phổi không đúng. Tức là đây là những cái trường hợp mà viêm phổi không phải là do nhiễm trùng mà chúng ta lại điều trị bằng một cái loại kháng sinh. Và đây là cái sơ đồ chúng tôi lấy ra từ UpToDate để tiếp cận vấn đề mà chẩn đoán viêm phổi kém đáp ứng với điều trị. Thì đầu tiên chúng ta phải xem các cái yếu tố nguy cơ làm cho bệnh nhân bị kém đáp ứng, ví dụ như tuổi bệnh nhân quá lớn, bệnh nhân có bệnh đồng phối hợp, hoặc là mức độ nặng của cái viêm phổi, hoặc là cái tác nhân này nó quá chuyên biệt, nó ít gặp ở trong cộng đồng. Thì xem các yếu tố nguy cơ này, nếu mà các yếu tố nguy cơ này mà không có thì chúng ta sẽ tức là các cái yếu tố này, yếu tố nguy cơ này mà không thích hợp, mà nói chung là không có nằm trong những yếu tố nguy cơ mà nói trên, thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị và chúng ta quan sát bệnh nhân. Tuy nhiên là nếu mà các cái yếu tố nguy cơ này có mà vấn đề điều trị của chúng ta mà không có được giải quyết, thì chúng ta sẽ hỏi lại bệnh sử của bệnh nhân, hỏi lại bệnh sử của bệnh nhân, và chúng ta nên dè chừng có những cái trường hợp mà viêm phổi của những tác nhân không thường gặp, hoặc là những cái trường hợp mà không phải là nguyên nhân viêm phổi, không phải là do nguyên nhân nhiễm trùng. Thì sau đó, sau khi hỏi bệnh sử rồi, thì một cái xét nghiệm khuyến khích chúng ta nên làm là cái CT scan, và chúng ta có thể làm thêm một số những cái test đặc hiệu để đánh giá những cái tác nhân mà không thường gặp đó, và chúng ta thay đổi cái điều trị của chúng ta nếu cần thiết. Và trong trường hợp mà chúng ta làm cái CT scan mà chúng ta thấy là tổn thương là nhu mô, tổn thương nhu mô phổi, và cái chẩn đoán là không rõ ràng, thì có thể cho phép chúng ta sẽ nội soi phế quản, hoặc là rửa nội soi phế quản, đồng thời là có rửa làm theo những cái test hoặc là cái rửa phế quản. Và tùy theo đó mà chúng ta thay đổi cái kết quả xét nghiệm này, mà chúng ta thay đổi điều trị. Và nếu mà chúng ta làm CT scan mà thấy có những cái tổn thương ở trung thất, hoặc là những tổn thương của hạch bạch huyết, thì khả năng chúng ta có thể chẩn đoán viêm phổi không phải do nguyên nhân nhiễm trùng, thì chúng ta nên làm các cái xét nghiệm vệ sinh thiết để mà chúng ta tiếp tục chẩn đoán. Như vậy thì đây là một cái sơ đồ để giúp cho các bác sĩ trong những cái trường hợp mà điều trị viêm phổi mà chúng ta không thấy có đáp ứng điều trị. Và cái phần cuối cùng chúng tôi muốn nói với các em ở đây là vấn đề phòng ngừa về viêm phổi. Thì phòng ngừa thì chúng ta phải phòng ngừa những tác nhân thường gặp gây viêm phổi, mà ở đây chúng ta đã có thể có chích ngừa, có những cái vaccine về cúm, chúng ta nên chích ngừa cúm và chích ngừa phế cầu. Thì cách ngừa như thế nào thì các bạn xem thêm những cái tài liệu mà Word chúng tôi gửi cho các bạn, và những cái biện pháp khác mà hiện nay là chúng ta đang tích cực làm đây ha. Các bạn thấy là vệ sinh môi trường sống nè, rửa tay nè, đeo khẩu trang nè, không hút thuốc lá nè, điều trị các bệnh đồng mắt gây tổn thương cấu trúc phổi và suy giảm miễn dịch. Thì trong cái giai đoạn mà Covid hiện tại thì chúng ta đang được khuyến khích làm những cái biện pháp vệ sinh môi trường khác. Thì theo những thống kê ở Mỹ thì người ta nhận thấy là khi mà chúng ta làm những cái điều kiện này thì cái tỷ lệ bệnh nhân viêm phổi do cúm giảm rất là rõ, giảm rất là rõ. Và một cái cuối cùng là khi mà chúng ta ho, hoặc là chúng ta bắn những cái dịch trực tiếp từ đường hô hấp ra, thì chúng ta phải chú ý là che, chúng ta nên che bằng cái xỉu tay hoặc là che bằng khăn giấy,
chứ không nên dùng bàn tay để che. Thì khi chúng ta dùng bàn tay để che thì chúng ta sẽ cái bàn tay chúng ta sẽ cầm nắm vào những cái vật khác, thì vô hình chung sẽ lây nhiễm các cái tác nhân gây bệnh viêm phổi cho bệnh nhân. Và đây là cái chỉ định chích ngừa phế cầu, các bạn có thể tham khảo thêm trong những cái phần bài giảng ở Word. Thì xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.